11 thói quen giống nhau của các tỷ phú. Sau 5 năm nghiên cứu những thói quen thường nhật của 177 triệu phú, tỷ phú tự lực cánh sinh, tay trắng dựng cơ đồ, tác giả người Mỹ Thomas C. Colley kết luận, một trong những nguyên nhân khiến họ từ những người bình thường chuyển biến thành những người thành công có tài sản triệu đô, tỷ đô chính là các thói quen giàu có. Thói quen quyết định giàu có, nghèo khó, hạnh phúc, đau buồn, áp lực, quan hệ tốt xấu, có sức khỏe hay không. Quan trọng nhất, tất cả những thói quen đều có thể thay đổi và bồi dưỡng được. Dưới đây là 11 thói quen giàu có của các triệu phú, tỷ phú mà bạn có thể bắt đầu bồi dưỡng ngay từ hôm nay. 1. Kiên trì dậy sớm. Trong nghiên cứu của Colley, trên nửa số triệu phú, tỷ phú tự lực cánh sinh, tay trắng dựng cơ đồ đều dậy sớm trước giờ làm việc ít nhất 3 giờ đồng hồ. Sáng dậy lúc 5 giờ, hoàn thành 3 việc quan trọng nhất của công việc trong ngày. Việc này khiến bạn kiểm soát được cuộc sống, giúp bạn có nhiều thời gian chuẩn bị cho công việc và có đủ thời gian đối phó với việc bất ngờ xảy ra. Khi có sự chuẩn bị tốt trước mọi sự việc thì sẽ không bị động, sẽ lựa chọn được phương án thích hợp, tối ưu. Kiên trì dậy sớm cũng thể hiện một ý chí kiên cường và một tâm thái cẩn thận, chuẩn bị cho kế hoạch trong ngày. 2. Mỗi ngày dành 15 đến 30 phút suy nghĩ. Suy nghĩ là mấu chốt của thành công của họ. Colley phát hiện ra điểm này, người giàu thường ngồi một mình lúc sáng sớm suy nghĩ ít nhất 15 phút. Buổi sáng hàng ngày họ thường suy nghĩ rất nhiều sự việc, bao gồm sự nghiệp, tài chính, sức khỏe và từ thiện. Họ thường xuyên tự hỏi bản thân 4 câu. Mình làm thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn? Công việc của mình có khiến mình vui thích không? Thời gian rèn luyện của mình có đủ không? Mình còn có thể tham gia được các hoạt động từ thiện nào nữa? Trong đó, hai câu hỏi quan trọng nhất khiến họ càng thành công hơn, đó là công việc có khiến mình vui thích không? Kiểm điểm lại các công việc mình đang làm có làm lợi ích cho xã hội, cho người khác không? Có trái đạo đức không? Vì chỉ đem lại lợi ích cho người khác, cho xã hội, không trái đạo đức lương tâm thì mới là công việc đem lại cho mình niềm vui đích thực. Câu nói mình còn có thể tham gia được các hoạt động từ thiện nào nữa, chính là chìa khóa để giàu có không những bền lâu mà còn giàu có hơn, vì họ hiểu được cội nguồn của cuộc cải đến từ đức, nên vui lòng hành thiện tích đức, chứ không dùng cuộc cải để thỏa mãn vui thú cá nhân. 3. Thường xuyên đọc sách. Người giàu càng thích đọc, học tập chứ không thích vui chơi giải trí. Colley viết, 88% người giàu hàng ngày đều đọc sách tối thiểu 30 phút. Nội dung chủ yếu là sách tự học và tự tu dưỡng nâng cao bản thân. Đại đa số đều không phải đọc sách để giải trí. Người giàu đọc sách là để thu hoạch tri thức. 4. Nói năng cử chỉ lễ phép. Những triệu phú, tỷ phú khởi nghiệp từ hai bàn tay đều nắm vững những nguyên tắc lễ nghi xã hội. Lễ nghi này bao gồm gửi thư cảm ơn, ghi nhớ những ngày quan trọng như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, nắm vững lễ nghi trên bàn ăn và cách ăn mặc chính xác ở các trường hợp khác nhau. Hiểu lễ nghi thì mới biết hành xử đúng người, đúng lúc, đúng chỗ, đúng trường hợp. Người không hiểu biết lễ nghi thì như kẻ hoang sơ, vô phép tắc. Nếu bạn muốn thành công thì cũng phải nắm vững những nguyên tắc này. 5. Theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Theo đuổi ước mơ và mục tiêu của riêng mình có thể khiến bạn có cảm giác hạnh phúc lâu dài, cuối cùng sẽ chuyển hóa thành của cải. Colley nói, có rất nhiều người phạm phải sai lầm là theo đuổi ước mơ của người khác, ví dụ như của cha mẹ, áp đặt của xã hội. Người giàu thì không ngừng hoàn thiện mục tiêu của riêng mình, kiên nhẫn và hăng say theo đuổi ước mơ và mục tiêu đó. Việc xác định được cho mình ước mơ, mục tiêu rõ ràng giúp chúng ta có sức mạnh đi theo một hướng, không bị phân tán tâm trí, sức lực ở vạn sự vạn vật xung quanh. 6. Kiên trì rèn luyện sức khỏe. 76% người giàu kiên trì mỗi ngày vận động ngoài trời 30 phút trở lên. Vận động ngoài trời bao gồm chạy bộ, chạy ngắn, chạy nhanh, đạp xe. Vận động ngoài trời không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp ích lớn cho não, giúp tăng tế bào não. Dưỡng chất mà đại não nhận được càng nhiều thì não phát triển càng tốt, và bạn cũng trở nên thông minh hơn, Colley phân tích. 7. Có nhiều nguồn thu nhập. Những triệu phú, tỷ phú tay không dựng cơ đồ thường không dựa vào một nguồn thu nhập, họ có nhiều phương thức thu nhập khác nhau. Trong nghiên cứu của tôi, 65% người trong số họ trước khi trở thành triệu phú thì đã có ít nhất 3 nguồn thu nhập. Các thu nhập thêm bao gồm cho thuê nhà đất, đầu tư cổ phiếu, nghề phụ, bản quyền v.v.
Thực tế, với người khởi nghiệp từ tay trắng thì chỉ một chút tài sản cũng là cả cơ nghiệp, mỗi chuyện làm ăn, đầu tư là cả một canh bạc dốc hết vốn. Dù tính toán giỏi cỡ nào thì vẫn còn yếu tố bất định mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thế nên, họ sẽ nghĩ mọi cách để có thêm các nguồn thu nhập khác. Ngộ nhỡ thua lỗ hết sạch gia tài thì vẫn có thể sống được, không đến mức tuyệt vọng nghĩ quẩn. Tuyệt đối, đừng bao giờ chỉ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất. Muốn thành công, phải nghĩ ra các phương thức kiếm tiền khác nhau để gia tăng quỹ tài sản. Kết giao với những người thành công khác. Có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Những người chính nhân quân tử, đàng hoàng tử tế toát ra một sức mạnh tinh thần, một năng lượng tích cực mạnh mẽ khiến những người xung quanh cũng tự sản sinh suy nghĩ tích cực, lạc quan, hăng hái tiến thủ. Kết giao với những người có mục tiêu rõ ràng, tâm thái tích cực, lạc quan nhiệt tình, chắc chắn sẽ giúp ích cho cuộc đời bạn, và đó cũng chính là khẩu vị kết bạn yêu thích của người giàu. 8. Có người thầy riêng. Tìm được bậc đạo sư riêng cho mình có thể giúp bạn nhanh chóng tích tụ của cải, Colley viết. Bậc đạo sư thành công không chỉ có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn, bằng việc chỉ dẫn bạn nên làm gì, không nên làm gì, họ chia sẻ với bạn kinh nghiệm thành công có giá trị. Những kinh nghiệm từ bài học thành công hay thất bại của chính họ hoặc các bậc thầy của họ, có người thầy tốt, con đường đi tới thành công của bạn bớt nguy hiểm, vòng vèo hoặc sai lầm. 9. Không phải người xuất chúng. Người thành công không phải người xuất chúng, nhưng họ biết tạo ra vòng ảnh hưởng của họ và kéo những người khác vào. Có một so sánh thú vị thế này, người quá xuất chúng, hiển lộ thì có lẽ khó thành công, giống như cái cây cao trong khu rừng thì bị gió bẻ gãy. Người thành công là người bình thường, nhưng tạo ra được bản sắc, sức cuốn hút riêng. Mà sức cuốn hút lớn nhất đối với mọi người chính là nhân cách, lòng bao dung, nhân ái, biết nghĩ cho người khác. 10. Thái độ nhân sinh tích cực. Có lẽ hầu hết mọi người đều biết suy nghĩ tích cực quyết định đến thành công, thay đổi cuộc đời, nhưng không phải ai cũng thực hành nó một cách nhất quán, đúng đắn và trọn vẹn. Trong tướng mạnh học có nói, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, nghĩa là tướng mạo, thần thái, tinh thần con người đều do tâm thái sinh ra, tâm thiện, tích cực thì tướng mạo, thần thái tốt đẹp, hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi theo tâm thái tốt đẹp, thiện lương, tích cực thì hoàn cảnh, môi trường xung quanh cũng theo đó mà biến đổi. Chỉ khi có thái độ tinh thần tích cực thì bạn mới có thể đạt được thành công lâu bền. 11. Giúp người khác đạt được thành công. Giúp người khác theo đuổi mục tiêu và ước mơ, đồng thời đạt được thành công, đó cũng khiến bản thân bạn thu được ích lợi. Nếu không có những người thành công khác thì thành công cũng rất khó định nghĩa. Nếu muốn thành công thì cách tốt nhất là giúp người khác thành công. Nhưng bạn không nên giúp đỡ tất cả mọi người mà chỉ nên giúp những người lạc quan, có mục tiêu rõ ràng, tích cực, theo đuổi ước mơ, tránh mất thời gian vô ích cho những người thiếu ý chí, thiếu nghị lực. Tỷ phú Bill Gates, thoát khỏi lo lắng về tài chính là một phước lành thực sự, nhưng bạn không cần phải có tỷ đô để đạt được điều đó.